Về nhà đây. Nè em ơi. Quên lắc ngủ đi. Về về. Chỉ thằng bọn. Đấy bọn này. Đức Anh không? Chơi một thằng. Không quay mày ăn chửi. Không. Quay. Không được. Quay rồi. Bây giờ phát được. Bật lao gì? Thật tự nhiên em ơi, nhảy ra lại bắt bao ấy, chụp đẹp cực. Chỗ này nó hết đúng không? Hả? Còn hiệp nữa. Em có thể dừng lại thôi. Mình lại hiệp sau à? Em không muốn hiệp sau nữa đâu. Vào. Gãy. Nhẹ thôi. Quay nhau bao nhiêu lâu? 28 phút. Thoải mái đi. Xuống kìa. Này em chỗ. Đó mà mang đi cầm đồ như dốc anh chết. Phòng bắt anh. Phòng bắt anh. Phòng bắt anh. Nhảy lên. Phòng bắt anh. Anh coi ấy chết thì phải hát rủi chứ. Nhưng mà đội mình thì cố vẫn lôi lên đội này thì nếu chơi vừa vui. Chuyển học. Chết à? Đúng kiểu né quanh rồi. Thanh, Thanh không vào à? Anh Thanh để Thanh thử. Hiểu? Bao lâu là đi? Cảm ơn thế. Em đang đéo tìm được có một cái áo đây. Quân. Quân nhớ biết. Ta cọc cái kìa. Bánh nhiệt lên mày tay. Có thể cọc cái đéo. Xem ở đây này. Bắt đi, ok. Nhiệt lên đi em ơi. Happy. Happy, kem chặt vào. Đánh qua này. Được. Nằm. Đánh đi em ơi. Đất. Đây là đánh nhảy lẫn. Xinh béo khởi động em kiểu gió em sau kia được thứ hai là số bao nhiêu 38 đều ạ. Anh đi quay đấy đúng rồi đấy. Quay không gần nữa Sơn. Không, em không phóng to lắm. Hiệp cuối mày có chơi không? Hiệp cuối này. Hiệp sau. Được. Hiệp cuối ai đánh nhá? Ai đánh? Em đánh. Team mạnh nhất mà. Chết. Bao nhiêu điểm rồi? Anh Việt em ơi, bắt đầu gì? 43-8 1 43-8 cái kìa. Cứ đi được một quả. Quả nó phong ném gì? Làm em cho một quả. Lui thắng một điểm. Thắng một quả. Bây giờ thua lại. Anh Việt em ơi, thua rồi. Thắng bên kia. Đấy ngồi đây luôn. Trông mất tránh bốn em à. Bắt cái này. Đấy. Miễn bạn nha. Bắn ra địt. Ba ai quay ở. Ba ai bao nhiêu đấy? Ba hai bốn năm hay sáu đấy. 1943. Ba cho nó. Cái iPhone này là 324 đấy. Ba ba. Ai quay về giữ nguyên máy này, ông Sơn kêu ông quay, ông toàn di máy. Cái này không di được, không ra vào gần.
nở được bao nhiêu toàn. Đấy là mình nếu mà mình quay vào lén phát đi theo quả bóng ấy đẹp cực. Mà ông quay thế không phải dễ. Em ơi. Lão quá đang quay. Mình đâu rồi? Yo. Yo. Sơn đấy. Hai sơn này. Để sơn vào em ơi. Cái này á? Anh đã biết hủi. Mà tao vào rất hí hửng. Mấy giờ rồi? Sớm. Quá đêm. Yeah, ghép lại là hay đấy. Ông Hương lốc Nam. Trời ơi.
ông trêu tôi à? Một ông cao kiểu đó. Ông cao kiểu ông mê tí mẹ. Nam bay cao hơn, ông Hương còn bay cao hơn, mà lúc một phát bóng bay hết ra ngoài luôn. Một người mẹ gọi là chuyển ra. Đầu này làm kệ đế quay được hay phết. Thì ngồi ra giờ quay. Mã tổ mày. Ăn quay đẹp. Bắn rồi, 3 điểm tính. Ôi, cắt tuyến là ngày liều nhờ. Ăn nốc. Nổi. Nổi. Ờ, có đánh tay đéo đâu. Đánh chân à? Chả đánh đéo thì lỗi dìm bóng. Mắt tình lỗi đánh tay. Lỗi đánh bóng. Ờ. Tưởng lỗi đánh tay có hai quả phạt không nhờ. Em ơi. Ẩn đi em ơi. Kéo người ơi. Ông mày. Còn nốt hiệp này hiệp cuối rồi à? Còn hiệp nữa. Hai hiệp nữa. Bây giờ phải đẩy hắn nó đập đồng đất chứ. Chưa, hết rồi. Ai đâu? Giống phải. Đội này vào rồi. Vào đi. Cuối rồi. Đội này vào rồi, làm gì còn người nữa mà vào. Chắc anh đá vào em ạ. Anh vào chưa? Chưa. Tôi vào phát không? Tôi sẽ vào hiệp cuối đi. Ờ, vào đi. Bọn này đánh lửa hiệp. Đang quay à? Đang quay à? Hay là gì? Đang quay. Thay hết người vào. Hay là gì? Thay hết người vào. Khoảng em đang chuyển nhau rất là tốt được rồi. Có chụp em ngoài nào. Đéo biết. Có hiểu như thế. Cứ ra đứng đi xong về lột tách ảnh. Như nào? Ê, cái này đang quay. Đâu xem như cái ai đang quay. Đang quay. Xem như cái. Em ngồi lại. À. Cả lớp. Lại học mà lớp rồi. Như nào? Mẹ. Lúc tao không? Xem như ấy đi thôi thoát đi đừng có quay nữa. Ấy ra để em xem ra. Làm gì có ảnh nào? Quay trở lấy giờ có từng người nào đấy? À, có từng người nào đấy? Chào từng người nào à? Có một quả lốc đấy. Mơ quả lốc bị anh Thanh đứng chạy mất. Tài mà. Phần 3 không? Mình nào? Bắt chưa anh phải báo hai lần luôn. Chắn mình cửa rồi. Đó hết cửa rồi. Đi đi theo bản đồ ấy. Đó, tôi ông vào. Vào bây giờ. Có chìa khóa đâu? Dậy. Bản đồ mình lại ông đội này đủ vốn nữa mà. Để ra xem lại nút. Em có cho này em đi. Mày quay đi. Mày quay đi tao vào bây giờ ba ở nhà thôi. Chỉ di mày quay thôi, đừng có nhấc lên nhấc xuống hay đưa theo. Chỉ di mày quay thôi. Dễ hơn. Đấy. Đúng rồi đấy. Đâu nút dừng ở đâu, tạm dừng ở đâu. Không tạm dừng đâu mà nó bỏ hoàn cảnh luôn đấy. Quay ra bật mặt cái mình dừng nhau quá. Bạn tớ đâu mà ông có đẹp không? Không, mày thấy quả mà tao. Tại ngày có mấy anh cũng chụp ạ. Quay phim anh ạ. Zoom đâu nhỉ?